xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện bữa tiệc của quỷ của tác giả minh hải trước khi đến với câu chuyện này nội dung câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là trong nội dung câu chuyện À, có một số tình tiết 18 cộng cũng như là có một số cái tình tiết rất là rùng rợn và kinh dị thành thế chúng tôi cũng xin khuyên cáo quý vị à, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 18 tuổi thì không nên nghe à, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để à, quý vị có sự lựa chọn khi nghe câu chuyện này à, xin cảm ơn quý vị còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện bữa tiệc của quỳ của tác giả minh hải có phần diễn đọc của đình xuân Thiên thu vạn kiếp tình sầu khổ Tiếng thơm nức nở giữa muôn đời Thân mang tiếng xấu đời bất hiếu Xẻ thịt ngâm xương nấu cháo người Dưới bầu trời đầy những mây đen vận vũ Không một chút ánh sáng của mặt trời Từng bó đuốc lớn cắm dọc hai bên con đường đất đá lởm chởm Mùi tanh của thịt thối dưới dòng diêu hà bốc lên Khiến cho ai đó đều nôn mửa Một đám quỷ sai sừng dài như là sừng trâu cùng những cặp nanh sắc nhọn nhô ra từ miệng. Kẻ nào kẻ nấy tay cầm tam kích đỏ lửa, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ dằn đáng sợ. Những vong hồn bị áp giải tới đây, trên thân chỉ còn một mảnh vải nhỏ che đi bộ hạ. Đa phần bọn chúng đều là những kẻ gây ra ác nghiệp ở dương gian, cho nên sau khi chết bị đầy xuống đây chịu tội, kẻ nhẹ thì vào địa ngục dùng hình trăm kiếp, rồi được đưa đi đầu thai thành súc sinh, kẻ nặng thì bị giam cầm mãi dưới địa ngục a à tỳ thống khổ trong đám vong hồn đó có địch liên nhu nó năm nay mới chớm 17 tuổi mà đã phải lìa xa dương thế trên vai của nó đeo xiềng xích nặng như là núi thái sơn đôi chân của nó bị cột bởi những sợi xích của gã cha dượng bất nhân quanh bồng của nó là một đoạn ruột lùng lẳng của hắn sinh ra vốn là cành vàng lá ngọc của dòng họ trương từ lúc lọt lòng nó đã được bà nội nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Từng ấy thời gian sống bên cạnh bà, nó chưa từng bị ai đánh dù chỉ là một roi hay một cái tát. Thế nhưng mà nhân gian vốn khắc nghiệt, số mệnh của nó an bài cho nó là một kẻ sát nhân vô đạo trong tuyệt vọng. Bàn tay nhúm đầy máu không chỉ của một người. Đoàn vong ma bị xiềng xích kéo đến trước điện của Diêm Gia ngài ngồi trên ngai áo gấm thêu rồng, tay cầm sớ chỉ vào mặt từng vong hồn hỏi tội kẻ nào kẻ nấy run rẩy lên cầm cập bởi từng ấy tội mà hành hình thì phải chết đi sống lại hàng ngàn kiếp ở dưới này đến lượt nó bị tra khảo thì ngài dừng lại một chút nhìn dòng chữ trong tấu sớ sau đó đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía nó kẻ cầm thú đội lốt người kia đã biết mình mang tội gì chưa dạ thưa ngài con biết Vậy bây giờ ta sẽ nhờ hai vị quỷ sai đưa ngươi về ngắm lại vọng hương đài một lần nữa, rồi đưa ngươi đi hành pháp theo luật âm ngươi có chịu không? Con biết tội rồi thương ngài, con không có vấn đề, con không cần về đó nữa, xin ngài cho con một bước xuống địa ngục A à Tỳ không bao giờ quay lại. Không được, kẻ này chưa thể đưa đi được, hãy giao nó cho ta. Từ trên cửa điện vang lên tiếng nói, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh tay cầm phất trần, ngũ quan thanh tú cùng bộ râu bạc trắng người này vừa nói vừa bước đến dưới chân của người này tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. đi tới đâu quỷ sai đều run sợ tới đó lão cần gì ở nữ quỷ giết người xẻ thịt này tội ác của nó trời đất phẫn nộ nhân khinh sợ quỷ khiếp hồn diêm ra nhìn ông lão rồi lại hỏi ông lão kỳ lạ kia bước thêm vài bước nữa thì dừng lại ông đứng giữa đoàn vong hồn đang bị trói bởi xích sắt của âm giới ông lão chỉ tay về phía nó rồi lại nhìn lên diêm gia mà nói kẻ này chết oan mà lại chưa tu hành trọn vẹn đã đứt duyên trần hắn còn dưng thọ rất dài hãy tra lại sổ sinh tử ông lão nói với diêm gia giọng nghiêm nghị không cần tra sổ tháo xích thả vong hồn lão bạch kẻ này tội đáng muôn chết nếu là ta ta sẽ không giúp nó như ngài Diêm gia đứng dậy tiến lên đến bên cạnh ông lão vừa bước đi vừa nói. Vương gia cứ yên tâm, ta trước giờ làm việc công minh, dám hỏi vương gia là ta đã xuống đây lần nào mời sai người về dương thế chưa? Thứ mà con người biết đến chỉ là danh tài sắc, thứ ta cần là sự tôn nghiêm. Nếu nhân mang hình hài quỷ này lại giữ sự tôn nghiêm của thần thánh, thì tại sao lại đoạn nó vào nơi ấy? Hứa với ngài ta sẽ đưa nó trở lại làm người thực tốt, hẹn ngày sau 58 năm nữa quay lại đón nó. Diêm ra gật đầu rồi tuân lệnh cho quỷ sai thả vong hồn của Nhu. Đợi cho vong hồn của Nhu được thả ra, Diêm gia mới chắp tay sau lưng quay mặt bước lên ngay tỏa xuống. Ông lão đỡ lấy vong hồn của nó rồi dẫn ra lối mòn khi nãy nó bị kéo vào. Cánh cửa điện từ từ đóng lại, cả khuôn viên được xây toàn bằng xương người ấy tan biến trước mắt. Đi nào ta đưa ngươi về khứ vọng đại Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng Ngươi sẽ tiếp tục được sống Nhưng những ngày còn lại là trong tù ngục Khi ngươi mãn hạn tù Ta sẽ dẫn ngươi về chùa Phật Tích Nơi đó là nơi ngươi ở những ngày tháng cuối đời đã hiểu chưa Nhu gật đầu im lặng không nói gì Nó sợ hãi đến tột độ nhìn xuống dòng sông Diêu Hà nước chảy cuộn cuộn một chiếc thuyền lớn xung quanh thân gắn chi chít những kiếm và đao cả nào liều mạng lao lên bám vào thuyền ắt sẽ bị đao kiếm xẻ thịt có những vong hồn bị chém đứt đôi cho nên chưa tất thở mà vẫn cố bám chặt lấy nơi thanh thuyền liền bị quỷ sai nhấc bổng lên rồi dùng thanh đào lớn cắt đôi cây đầu óc cùng tóc hỏa lẫn với nhau máu nhuộm đỏ cả dòng diêu hà Đám người lúc nhúc như là dòi bọ ở dưới dòng nước đỏ lòm không kịp leo lên cũng đã bị thủy quái cắn đứt làm đôi làm ba. Từng khúc ruột đỏ hoe còn dính máu là máu rơi ra từ thòng lòng như là sợi bún khổng lồ. Hai bên bờ diêu hà là hàng ngàn quỷ sai tay lầm lầm vũ khí đang đứng đợi. Để những vong hồn bơi sát bờ là chúng dùng đao kiếm đâm chém cho đến khi thân vòng ấy nát vụn bầy nhảy mới dừng lại những kẻ còn chưa chết hẳn sẽ bị đàn ma thú đớp lấy hàm răng sắc nhọn nhai ngấu nghiến những vong hồn đang sợ hãi là hết chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy nó chợt dùng mình nhớ lại cây đêm định mệnh bước đến khứ vọng đài ông lão dùng một tay nhấc bổng nó lên rồi phe phẩy cây phất trần trong tấm gương lớn từ một làn mây đen từ từ vã ra đổ cho nó thấy quá khứ kiếp trước rồi kiếp này những hình ảnh từ khi nó sinh ra đến cái hôm đó đầy đủ, chi tiết, không thiếu một giây. Nó ôm mặt khóc nức nở rồi quay sang ông lão với giọng run rẩy. Con thân mang tội giết người, này có trở về cũng chẳng dễ gì thoát án tử hình. Xin ngài cho con chịu hình phạt tại đây, về bên kia con còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn. Sớm biết điều đó sao lại gây ra nghiệp Con là do con quá nóng nổi Người cứ về bên đó Ta đã sắp đặt cho người cả rồi Về đi Nói đoạn ông lão ném nó vào cánh cổng Một bên lửa rực cháy Một bên toàn là mây đen Ông đứng nhìn nó tỉnh dậy Sau một cơn hôn mê sâu tại bệnh viện Ông mỉm cười bước lên lưng linh thú Rẽ mây đen bay lên không trung Rồi biến mất để lại phi sầu Một vệt sáng lớn Trên giường bệnh tại phòng hồi sức Nó bị cầm tay trái Và thành giường không hề cựa quậy bên cạnh là một nữ cảnh sát đang ngồi túc trực. Ngồi cùng cô ta là một cô y tá nữa. Hai người con gái này chẳng hiểu là ngồi chăm sóc theo dõi bệnh nhân hay là nghỉ ngơi. Ai nấy đều cười tít mắt bởi hình ảnh sexy của một chàng trai lạ mặt trong chiếc màn hình điện thoại mới tinh của nữ cảnh sát. Thế nó cử động hai cô vội đứng dậy khuôn mặt đang tươi giói bỗng chốc trở nên lạnh ngắt nhìn về phía nó rồi nói. Nó tỉnh rồi kìa con quỷ này mai kia ra tòa chắc chắn là tử hình. Xem xem nó nói gì kia chị. Nếu cảnh sát nhìn nó bằng một ánh mắt phẫn nộ rồi nói với cô y tá. Mà kệ nó đi chị để em ra ngoài gọi bác sĩ vào xem. Con khốn này sống ra như đỉa. Rào đâm như vậy mà không chết. Bác sĩ nói là nó chỉ còn cách tim khoảng một cm nữa là ngùm cù tỏi rồi đấy chị. Loại như nó phải sống để còn nhận sự trừng phạt của pháp luật. Chết sớm thì lại quá tốt với nó rồi. Nói xong cô y tá vội bước khỏi phòng rồi khuất bóng. Những bệnh nhân khác nhìn nhu lắc đầu, ai cũng biết nó là kẻ giết người man dợ. Thông tin về vụ án ấy khiến cho cả nước rúng động như là một nữ sinh đang học cấp 3, giết cha dượng rồi nem nấu xác cho cả nhà ăn trong vòng một tuần trời mà không ai hay biết. Chỉ đến khi đứa em cùng cha khác mẹ thấy người chị bê cái sọ còn vương lại chút tóc, từ trong phòng ngủ bước ra, mới hoảng hốt tét lên thì mọi sự đã rồi. Khi biết mình sẽ không thoát khỏi án tử, nó dùng dao tự đâm vào người cho tới khi ngất đi. Ai ngờ khi tỉnh dậy thì nó lại ở đây, giấc mưa đêm qua không biết là thật hay giả. Sao rồi nào đã thấy đỡ hơn chưa cháu? Ông bác sĩ già với một bộ râu dài đưa tay phải lên kéo nhẹ chiếc kính cận xuống nhìn vào hắn mà hỏi. Đợi một lúc lâu không thấy nó trả lời, ông liền kéo chiếc ghế sát đến bên cạnh giường ngồi xuống, dùng ống nghe tim mạch áp sát vào ngực của nó, cặp đào bồng nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt nó khẽ hé mắt nhìn bác sĩ rồi nhắm mắt lại mà kệ người ta muốn làm gì thì làm à thế thì tốt rồi cô mà sống để sám hối nha con gái những ngày sau đó là những ngày nó sống không bằng chết mẹ nó tới thăm nhưng mà không nói một lời cô dì chú bác cũng chỉ an ủi vài câu rồi lại lặn mất tích không sử dụng điện thoại không nói chuyện với bất cứ ai khi có thể nói chuyện được thì nó liên tục kêu đau rồi xin thuốc ngủ từ bác sĩ. Nó chỉ mong sớm được hầu tòa rồi để nhận lấy cái án tử để được giải thoát. Một tháng sau đó nó được xuất viện, xe chở tội phạm nguy hiểm được ưu tiên tận vào khoa của nó nằm. Mọi người nhốn nháo nhìn ngó cả tội nhân bước ra từ phòng bệnh. Từng bước chân, từng tiếng thở của nó cũng làm cho người ta ghét cày ghét đắng. Sửa bắn nó đi, mẹ kiếp cái thứ chó đẻ, quỳ đội lốt người. Sao trên đời là có loại vô nhân tính như mày cứ chứ hả? Mày đi chết đi con quỷ cái. Như đưa tay ôm đầu nhưng không thể không nghe thấy hàng trăm câu chửi rủa Họ chửi nó, họ nhổ cả nước bọt vào nó. Thứ dơ bẩn như nó đúng là không được phép sống và tồn tại trên thế giới này. Nó đứng khựng người lại trước cánh cửa sắt kiên cố của chiếc xe thùng chờ tội phạm cười lớn. Hai tay bị cọng với nhau, nắm chặt với nhau đưa lên giàn làm súng, nó rơi lên trời trò vào đám người vừa nhổ bánh nước bọt chúng người của nó. Miệng ra tiếng súng bằng bằng. Từ xa nhìn lại sao có thể thấy được những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn trên gò má của nó. Đám người ấy sợ nó nhìn thấy mặt cho nên mau chóng lùi vào sát tường nơi hành lang. Phía dưới sân tiếng cười của nó vẫn còn vang lên đều đặn. Phải cho đến khi chiếc xe đưa nó đi xa khỏi bệnh viện tiếng cười đó mới dần biến mất như được đưa đến một căn phòng xung quanh toàn là gương người đàn ông mặc bộ quân phục xanh đi vào đưa cho nó một tờ giấy trắng tinh cùng với một cây bút anh ta ngồi xuống đối diện với nó mà nói cho tôi biết cô đang rất căng thẳng hãy hít thở sâu và ghi vào tờ giấy này trình tự vụ việc giết người mà chính tay cô gây ra một tờ không đủ nó trả lời cụt lùn cứ viết đi chúng tôi sẽ có đầu giấy cho cô viết nên nhớ mọi lời khai trong giấy này đều sẽ là bằng chứng để giúp cô hoặc là chống lại cô ở trước tòa. Nhìn vào tờ giấy trắng nó chờ thấy cay cay khóe mắt, nó nhớ đến ngày đầu tiên cầm bút, mẹ cha đứng xung quanh mỉm cười hạnh phúc lắm. Nó nhớ về ngày xưa cái ngày mà cha nó còn sống, ngày mà cha còn yêu thương chiều chuộng nó từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vậy mà cái chết của cha thật bất ngờ. Cha chết đi chết được bao lâu thì nó đến, cũng từ đó cuộc đời của nó thay đổi như là trong chóng tre ở trước gió. Ông ta đánh tôi, tôi chỉ tự vệ. Cô viết ra giấy đi, chúng tôi sẽ dành thời gian cho cô viết, khi nào cần thì cứ bấm nút này. Nói xong thì người đàn ông đứng dậy mở cánh cửa sắt bước ra ngoài. Nó ôm đầu khóc giống lên như một đứa trẻ. Bà nhiều ký ức tuổi thơ ùa về trong nó, nó nhớ bà nội, nhớ mẹ. Nhu của bà, nhu của mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Nghe thấy tiếng bà và mẹ gọi Nó giật mình tỉnh cơn mê Nó nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai Ngoài hình ảnh của nó ở trong gương Một con bé với một mái tóc đen lấy Một đôi mắt to tròn xưa kia Nó đã thay bằng một màu trắng đục Nó rồi mắt nhìn xung quanh một lần nữa Thì thấy bà và mẹ đang đứng bên cạnh Nó vươn người đưa tay ôm lấy hai người khóc nức nở Bà ơi con nhớ bà lắm Mẹ ơi cứu con với Con giết người rồi Mày ăn thịt tao mà còn đòi ta cứu mày ư? Nó giật mình sợ hãi nhìn vào người nó đang ôm chặt. Thì ra là nó. Mày sợ ư? Mày biết sợ ư? Trả thịt cho tao. Nó sợ hãi nhìn cơ thể đang dì máu của lão cha dưỡng khốn nạn. Máu cứ như vậy chảy ra càng lúc càng nhiều. Bắt đầu từ cổ dì ra rồi chảy xuống ướt đẫm chiếc áo hoa. Từng phần cơ thể cứ như vậy tách ra rồi rơi xuống mặt đất nó ôm chặt lấy đầu lấy tai nhưng những âm thanh kim loại sắc lẹm và vào xương vẫn còn văng lên quanh quẩn ở nó cảnh tượng đêm ấy lại hiện ra rõ mồn một, một trước mắt đêm mà nó được ăn miếng thịt người đầu tiên ở trong đời sau ngày hôm ấy nó được chuyển về phòng biệt giam có lẽ nó bị coi là tội phạm nguy hiểm nhìn bốn bức tường lạnh lẽo nó lại ôm đầu khóc chẳng có gì có thể giúp được nó quay ngược thời gian bởi nếu làm được điều đó nó sẽ giết lão sớm hơn. Khóc lóc chán chề trong căn phòng tối, nó nằm xuống giường tiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ nó thấy quá khứ xa xưa hiện về, từng giây phút hiện ra trước mắt của nó như chẳng phải giấc mơ. Nó nhìn được mọi thứ từ khi nó sinh ra đến tận bây giờ. Cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông năm ấy khiến cho bầy châu bò còn phải sợ hãi, đừng nói là con người căn nhà nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường che đơn sơ mẹ nó đang nằm quằn quại với cơn đau nơi trung thân và hạ thân. Hai tay ôm lấy cái bụng to bự đang căng, từng đường gân máu xanh lét nổi lên nhìn rõ một một. Thì thoảng mẹ nó lại rên lên hư hử. Cha của nó chạy lên đôn đáo khắp làng trên xóm dưới mới mời được một bà đỡ trở về. Ông bà nội lo lắng đứng lên ngồi xuống chẳng yên, ngoài cầm hai người dáng vội vã bước vào, là bà đỡ cùng cha của nó sắp sinh đến đời rồi mà còn chưa có chuẩn bị gì hả anh tốn bà đỡ lo lắng nhìn mẹ của nó rồi lại nhìn cha của nó gắt lên dạ con cuống quá bà cần gì thì cứ bảo con sẽ làm ngay cha của nó sốt sắng nhìn bà đỡ rồi hỏi mau lấy cho ta một chậu nước ấm đem gói thuốc này pha vào rồi mau mang đến đây bà đỡ vừa nói vừa liếc nhìn ra ngoài cửa ngoài trời ánh mặt trời bắt đầu yếu dần Từng hạt mưa phồn rơi xuống vừa chạm mặt đất cũng là lúc nó cất tiếng chào đời. Trước mừng ông bà đã có một cô thiên kim mẹ tròn con vuông. Bà đỡ vừa nói vừa cười. Tay phải cầm chiếc kéo cắt đã được nhúng vào chỗ nước nóng rồi cắt phăng sợi dây rốn. Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng được chảy ra giết chặt lại bằng sợi dây chỉ nhỏ tầm thuốc. Cha của nó mừng rơi cả nước mắt cứ đứng thử người phải đợi đến khi bà đỡ lên tiếng mới dám lại gần nhìn thẳng vào hái nhi của mình nhìn cái làn da nhăn nheo mới lọt lòng sao mà lạ thế trên cánh tay phải của nó lộ ra một vết bướp khá lớn ông bà nội cười tươi như hoa cứ đi qua đi lại ngắm nghía đứa cháu đầu lòng bà mù bế nó trên tay đi một vòng cho mọi người nhìn mặt sau đó bà lại đưa nó vào trong tắm rửa thật kỹ lau qua những giọt máu còn vương lại hạ à thân của mẹ nó nhắc nhẹ cánh tay của mẹ nó đặt lên bà đỡ đặt nó nằm lọt thỏm trong lòng người phụ nữ vừa vượt cạn thừa sống thiếu chết đều môi tím tái chợt nở một nụ cười khi thấy hải nhi bé nhỏ đang nằm cạnh mình bà đỡ đứng bên cạnh tay bấm bấm rồi lắc đầu bên ngoài trời bỗng nổi sấm chớp thật kỳ lạ trời mùa đông mưa phùn mà lại có sấm chớp lớn như vậy bà đỡ thu xếp đồ đạc rồi mau chóng rời đi nhất quyết không nhận tiền lễ của cha nó. Tiến bà ra đến cầm thôi bà đã gắt gỏng quát cha nó mau quay lại. Một mình bà tay cầm túi đồ, đổ, đầu đội chiếc nón cũ bước đi thật nhanh, không cả dám ngoái lại nhìn một lần. Cha còn nó ái ngại nhìn theo, đang định quay bước vào trong nhà thì chợt có tiếng ai đó gọi với từ đằng sau. Dần mình quay lại nhìn thì hóa ra là một người ăn xin, tay cầm một cây gậy gỗ vai trái đeo chiếc túi vải cũ rích cả cơ thể người ấy bị run lên vì lạnh phía sau ông ta là một đứa bé gái tầm năm sáu tuổi cả hai ông cháu đều đang rét run chú làm ơn làm phước cho ông cháu tôi nghỉ nhà một đêm ông lão ăn xin cất giọng hỏi hai ông cháu vào nhà đi trời lạnh thế này mà hai ông cháu không có áo tơi ư ông lão ăn xin lắc đầu đứa bé gái nhìn cha của nó sợ sệt đôi mắt ngây thơ cứ chớp chớp liên hồi từng hạt mưa phùn vào làn da mỏng dính của nó lạnh buốt đưa tay ra hiệu mời hai ông cháu rồi cha của nó đi trước dẫn đường thấy có người lạ đi theo vào trong nhà ông nội của nó liền đứng dậy kéo tấm rèm cho nơi giường của mẹ nó nằm rồi hỏi là ai vậy con hai ông cháu nhà này muốn xin ngủ nhà một đêm thưa thầy ông nội gật đầu rồi chỉ tay về phía tấm nệm cỏ hai ông cháu biết ý cho nên dắt nhau đến đó rồi ngồi xuống ông bà nội nhìn nhau lắc đầu nhà chẳng còn gì ngoài một nồi cháo trắng trời mưa gió như thế này muốn đi xuống chợ mua được cũng khó gia cảnh chẳng phải bần hàn đến mức không có gì để ăn nhưng mà mùa này chợ họp chóng vánh lắm một lúc sau thì một bát cháo để dành cho cô con dâu phần còn lại ông bà chia đều cho năm người rồi sai cha của nó bưng tới cho ông lão ăn xin và đứa bé gái có vẻ như đã lâu nó chưa được ăn cháo nóng nhìn con bé bưng bắt cháo húp lấy húp đề mà lòng ai cũng ấm thêm vài phần khuya ngày hôm ấy nó khóc tiếng khóc của trẻ nhỏ sư sinh mà sao lại trói tai như thế cả bốn người lo lắng vô cùng nhưng không sao có thể dỗ cho nó nín ông ăn xin khi mà điều đến xin nghỉ nhờ thế như vậy thì vội vàng đứng dậy rồi nói bằng một giọng khàn khàn chết thật giá mà nó sinh chậm được mười phút thì đã không phạm phạm gì vậy lão ông đội đưa mắt nghi hoặc nhìn ông lão ăn xin giờ tướng quân phạm là những nữ từ sinh hạ vào mùa đông mà phạm vào cái giờ này thường rất khó nuôi nó mà có khóc thì chỉ bảo mụ mới dỗ được thôi Để qua ba ngày đầu thì sau này lớn lên sẽ rất thông minh hiếu học nhưng số chuyên chuyên lận đận ông lão ăn xin vừa nói vừa lắc đầu chỉ có duy nhất một cách đó là dùng sinh thọ của người thân để đổi lấy dương thọ cho nó Cả nhà còn chưa kịp nói gì thì ông lão ăn xin đã nói tiếp. Thế nó không liên tục đến tím tái cả mặt mày. Ông bà nội lo lắm. Nhìn đứa cháu đầu lòng vừa mới sinh ra, đang khóc lịm đi, ông bà liền vội đứng bên cạnh lão ăn xin rồi hỏi. Nếu mà ông biết cách xin hãy bày cho, sẽ định tôi cảm ơn ân huệ của ông. Cách thì như ta nói rồi đó, điều phạm nhân tục thế chẳng ai mong sống trường thọ. Có ai muốn mình phải đánh đổi đâu. Nếu thế thì xin hãy dùng dương thọ của tôi để giết Xin ông giúp cho Cha nó bước tới nắm lấy tay của ông lão mà nói Ông lão ăn xin cười phá lên khoái chí Nhìn vào lòng bàn tay của cha nó ông cầu mày Trong lòng không hiểu nghĩ gì Ông lại tiếp tục nhìn lên mặt cha nó để xem xét ngũ quan Cái giọng khàn khàn như thể có một cục đờm to tổ bự chặn ở trong cổ họng vang lên đều đều Làm cha như thế này mới xứng Nhưng mà ta nói cho cậu nghe Ấn đường của cậu vừa cao lại vừa sáng lạn, thì tay dày mà lại đỏ hồng, cầm đều đặn cùng với cánh mũi nở nang quá độ. Cậu có cho nó 60 năm dương thọ thì cậu vẫn sống thêm được vài năm nữa. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tương lai của trẻ con là đại sự, tôi thả hy sinh mạng sống, chứ nhất quyết là không có để cho con gái tôi phải chịu khổ. Cũng kể từ sau đêm ấy thì những sự lạ xảy ra với nhà nó Cha nó theo một người bạn làm ăn buôn bán hàng qua biên giới Việt Trung, phất lên như diều gặp gió. Căn nhà nhỏ chỉ trong vài năm thay bằng một căn nhà ba tầng khang trang sạch sẽ. Thời đó chỉ cần có xe tay ga đã là một người giàu có lắm. ấy vậy nhưng mà cha của nó có thể mua được cả ô tô. Mẹ của nó giờ đây chẳng phải đi ra đồng cày cấy vất vả. Ông bà nội thấy con trai làm ăn khấm khá thì vui mừng lắm. Cả làng, cả xã, anh ấy đều nề phục tài của cha nó. Ấy thế nhưng mà cái cuộc đời nó đâu có lường trước được điều gì. Công việc đang trên đà thuận lợi thì phải ngưng lại. Bởi năm ấy, cha của nó và người bạn kia vừa mới mở thêm một công ty thì tai nạn xảy đến. Cha của nó bị ô tô tu tông phải khi đang tự lái xe đi thăm địa hình của khu xưởng mới. Xe ô tô chở gỗ cán qua cơ thể khiến cho phần thịt một nửa người nát bấy máu mẹ chảy linh láng cả một đoạn đường, ruột gan bị ép nổ bắn tung lên, vương lên cả khung của chiếc ô tô. Mẹ nó khóc đến ngất đi rồi lại ngồi bần thần như là giờ điên dở dại bên thi hải cha nó. mái tóc bạc đi trông thấy chỉ sau có vài ngày làm lễ tang. người thì đã mất công việc cũng giang dở, cho nên mẹ nó đành phải tiếp nhận thay cha của nó mà chẳng hề biết chút gì về công sự. Việc của công ty một tay người bạn của cha lo tất. Công việc của mẹ chỉ là đến công ty và ngồi vào chiếc ghế ấy cho có vị. Chẳng khác gì một con bù nhìn rơm. Thế mẹ nó ủ rũ mãi chẳng hết buồn. Người bạn ấy thấy thương cảm rồi lên la hỏi chuyện tâm sự. Thiếu vắng tình thương của người đàn ông, mẹ đã tâm sự hết lòng với người đó. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Vừa mãn tang của cha thì mẹ cũng ngã vào vòng tay của người ấy Bữa cơm gia đình sau khi ông nội khuất nối dần thay vào là những gương mặt quen thuộc của người ấy. Năm nó 14 tuổi thì bà nội cũng bỏ nó mà đi. Căn nhà ba tầng nay chỉ còn lại nó và mẹ, chú Tô. Người bạn của cha bấy giờ cũng là người tình của mẹ, dọn đến ở hẳn trong căn nhà cha nó xây nên. Nửa năm sau thì mẹ nó mang bầu, mẹ sinh cho nó thêm một đứa em trai kháu khỉnh. Kể từ đó nó phải gọi chú Tô là Dượng. Tuổi dậy thì khiến nó cao lớn nhanh chóng, từng đường cong trên cơ thể thi nhau ẩn hiện. Mẹ thì bận công việc ở bên ngoài. Những ngày chủ nhật chỉ có hai chị em nó chơi với nhau trong căn nhà lớn. Mẹ và Dượng đưa nhau đi thăm đối tác hoặc tổ chức tiệc tùng. Mỗi lần như thế, cha Dượng và mẹ thường về rất muộn. Cơ thể của mẹ toàn mùi bi rượu. Mẹ nhìn nó âu yếm rồi vuốt lấy mái tóc dài của nó. Con mệt rồi đó đi ngủ sớm đi để em đó mẹ trông. Thế mẹ thở ra toàn mùi rượu cho nên nó chẳng yên tâm cho nên lắc đầu. Không chẳng hiểu sao từ ngày cha mất rồi ông bà nội cũng khuất núi khiến cho nó càng trở nên ít nói. Bồng đứa em nhỏ trên tay nó khép cánh cửa phòng ngủ lại rồi du cho em ngủ. Tiếng mẹ và giường vang lên oang oang ở phía dưới lầu làm cho nó giật mình tỉnh giấc. Nó mò mẫm ra cửa rồi rón rén bước lại gần cầu thang nhìn xuống bên dưới đôi tay lắng nghe từng câu từng chữ giữa hai người anh đừng có quá đáng cha nó mất sớm là lỗi của nó nhưng mà nó là con tôi anh mà làm gì nó tôi sẽ không để yên cho anh đâu mẹ nó chỉ tay vào mặt của dượng hét lên đôi mắt của mẹ đỏ sọng hình như là mẹ đang khóc cô tính làm gì tôi cô muốn sống yên ổn thì ngậm ngay cái mồm lại đừng để tôi phải điên tiết nói xong dượng dư chân đạp mạnh vào bụng của mẹ một cái Mẹ nó ngã xuống đất Khuôn mặt tái đi không còn chút máu Sao Dượng lại làm như vậy Ngày ông bà còn sống Dượng đâu có vũ phu như thế này Nó đứng chôn chân tại chỗ Mà nhìn theo ánh mắt không thể rời đi Bất chợt Dượng nhìn lên Cười với nó một nụ cười nham hiểm Nó dùng mình như rồi thoát ra khỏi cơn mê Nó lao xuống đẩy Dượng ra Rồi ôm lấy mẹ Nó vừa khóc vừa nói Dượng không được đánh mẹ tôi Dượng mà đánh mẹ tôi nữa tôi sẽ báo công an bắt Dượng đó Ờ à, Dượng xin lỗi Từ nay Dượng sẽ không bao giờ như vậy Con về phòng ngủ đi Vừa nói Dượng vừa đưa tay xuống Đỡ lấy hai mẹ con của nó Ngày nghỉ lại chẳng có ra ngoài Cho nên nó chỉ mặc trên người Một bộ đồ ngủ mỏng dính Bên trong không hề có nội y Đôi mắt dầm đáng của Dượng Cứ xoáy sâu vào cặp mông săn chắc Bàn tay nhanh như cắt của lão Vừa đỡ vừa nắn lấy gò đào bồng nhỏ nhắn Đang trong kỳ nảy nở nó giật mình đưa tay đập vào tay của Dượng rồi lừa mắt nhìn hắn. Hai mẹ con dìu nhau lên phòng rồi ôm lấy nhau mà khóc. Nó đỡ mẹ xuống giường rồi tiến đến bàn trang điểm, tìm lấy lọ dầu gió, thoa vào vết thương đang bầm tím của mẹ. Nước mắt của nó chảy xuống lã chã, bàn tay ấm nóng của mẹ nắm lấy tay của nó rồi nói. Hay là mẹ cho con lên ở với ông bà ngoại, lên trên đó mẹ sẽ gửi tiền cho con hàng tháng, ở đây mẹ có em rồi con đừng lo. Không, con không đi đâu hết, con sẽ ở đây bảo vệ mẹ. Nó òa à, lên khóc rồi vùng dậy bỏ chạy về phòng. Tiếng cánh cửa gỗ va vào nhau bên kia phòng còn nghe rõ một một. Ngoài trời mây đen kéo đến che lấp hết đi hàng triệu tinh tú, đang lấp lánh trên bầu trời. Cơn gió mang theo hơi nước thốc qua khe cửa sổ, làm cho nó giật mình tỉnh ngủ. Thằng em đã đi đâu mất rồi, nó định cựa mình mà không được hai tay hai chân của nó bị trói vào bốn góc giường giường đang ngồi ở chiếc ghế của nó hay học bài đang hút thuốc trên người hắn không có một mảnh vải che thân hắn quay lại nha răng cười với nó cùng một ánh mắt nham hiểm nó dãy rụa đỉnh hét lên nhưng mà không thể miệng của nó đã bị bịt kín bởi một tấm vải trắng đừng có dãy giụa sẽ nhanh thôi không có đau lắm đâu nhu cố gắng hết sức nhưng chẳng thể nào mà la lên được hắn ấn điếu thuốc đang đỏ rực xuống chiếc gạt tàn bằng sắt màu trắng đặt ở cạnh cửa sổ. Hắn đứng dậy hai tay chống vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Rồi hắn chợt cười phá lên, sau đó quay người lại để cho con bé nhìn thấy thứ kia. Một con bé 14 tuổi còn chưa biết yêu đương là gì. Nay lại phải nhìn thấy thứ đèn đúa đang lúc là lúc lắc ở giữa chân của hắn. Nó nhắm chặt đôi mắt lại, cả cơ thể run lên sợ hãi ngoài trời gió càng lúc càng lớn văng vẳng đâu đó là tiếng chó của nhà ai chu lên từng hồi rồi im bặt bố ơi cứu con bà ơi ông ơi mẹ ơi cứu con nó nghĩ thầm ở trong đầu hai hàng nước mắt chảy dài bởi trong đầu của nó chỉ là tuyệt vọng nó cũng đã đủ tuổi để biết gã khốn nạn kia đang muốn làm trò gì với cơ thể non nớt của nó ai có thể cưỡng lại được đĩa thức ăn tươi sống mơn mờn đang nằm trước mặt thế này. Dương Tô kéo tấm rèm che không cửa sổ lại, rồi từ từ tiến đến bên cạnh giường nơi nó đang nằm. Con bé sợ hãi nhưng trong phòng ngủ chỉ có thể nghe thấy tiếng rên nhẹ của nó, là một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Gác khốn nạn đã nhét thêm một đống rè vào miệng của nó khiến nó chỉ có thể rên lên khẽ khẽ. Ngoan nào, ta sẽ yêu thương con như yêu thương mẹ con vậy. Gã khốn nạn vừa nói vừa dí cái thứ đó vào tay của nó. Nó nắm chặt bàn tay rồi xoay cổ tay, thực chỉ muốn đâm chết hắn ngay lúc bây giờ. Mẹ nó có lẽ quá say cho nên chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Cả căn nhà rộng lớn lại cách xa đường cái, vậy nên nó có là hét hết sức, có khi cũng chẳng ai nghe thấy. Bàn tay thu cạnh to bản của hắn bắt đầu vuốt nhẹ từ mái tóc xuống cổ, cái lưỡi nhấp nháp bẩn thỉu của hắn sắp chạm đến đên hoa của cô thì bỗng có một luồng gió mạnh thổi tung tấm rèm chắn ở cửa sổ. Ở bên ngoài có thứ gì đó như đang giữ chặt lấy tấm rèm. Trong tiếng gió rít có cả tiếng ai đó nói vọng vào. Thằng khốn, mày sẽ phải chết. giường Tô dường như cũng nghe thấy âm thanh đó cho nên lập tức vùng dậy, khuôn mặt của hắn chợt sám ngoét đi. Hắn đứng dưới giường nhìn ngó ra bên ngoài nhưng không thấy ai tấm rèm sau cơn gió lại hạ xuống bên ngoài từng cơn gió mạnh vẫn rít lên đưa tay kéo cánh cửa gỗ khép lại gã quay sang nói với nhu có trời mới cứu được mày sinh nữ hóa giải vận đen năm nay vi tào đã là quá đủ rồi để xem trinh tích của mày có cứ cứu vãn được mọi thứ như là lời đồn hay không nói xong thì lão nhảy lên giường tấm nệm nhảy lên từng hồi bởi cơ thể béo mũm mĩm của hắn Thế đó to dần sau từng giây phút, cảm giác chạm vào da thịt một thiên kim tiểu thư thật khó mà không phấn khích. Bàn tay hư đốn cứ như vậy nhào nặn đôi đào bồng mới chớm của Nhu. Đôi nam nữ không một mảnh vải che thân trên chiếc giường mà chân nó tặng nó mừng ngày sinh nhật ba tuổi. Gã khốn nạn từng là bạn thân của cha nó, bây giờ là dượng của nó, có với mẹ nó một đứa con đã là quá đủ, bởi từ mảnh đất đến căn nhà mẹ đều sang tên cho hắn. Ấy vậy mà mọi thứ dường như là chưa đủ. Hắn muốn cả trinh tiết của đứa con gái bé bỏng này. Thứ khốn nạn ấy chẳng cần phải vất vả hay mất một xu nào mà vẫn có được thứ ngàn vàng. Một cú đánh như là trời giáng từ phía sau khiến cho hắn ngã nhào xuống nệm, chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ lấy đi cái thứ đáng quý nhất của Nhu. Thật may mắn vì mẹ đã thức dậy kịp thời sau cơn say rượu. Bên kia phòng ngủ của mẹ, cánh cửa sổ cũng bị gió hất tung như có ai đó bẻ chiếc chốt sắt vậy. Cái chày sắt làm bếp khi vào tay của người đàn bà thật uy lực. Hắn ngất ngay tức khắc sau cú đánh mạnh của mẹ. Nhìn đứa con gái tội nghiệp không một mảnh vải che thân, mẹ nó tức đến run cả người. Bàn tay lạnh ngắt phăng thêm mấy cái vào đầu của gã dưỡng khốn nạn. Từng cú đánh như là trút lên cơ thể của hắn bao nhiêu cầm phẫn bấy lâu chẳng thể đếm được từng trận đòn roi sau mỗi lần hắn say rượu cứ về đến nhà là hắn lại đè mẹ ra để đánh đánh đến khi mẹ không còn muốn khóc nữa thì hắn mới dừng lại con mẹ ở đây rồi con yêu mẹ xin lỗi vừa nói mẹ vừa cười trói cho nó hai hàng nước mắt cứ như vậy lan dài trên gò má đang ưng hầm trong đêm đó ba mẹ con lập tức thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà ấy gá giường khốn nạn bị trói chặt ở cuối giường máu ở đầu của hắn cứ dì ra cho đến khi đỏ hết cả nền nhà. Trước khi bỏ đi mà đã lấy hết thẻ ngân hàng của hắn, cũng may là số tiền ít ỏi vài trăm triệu cũng đủ cho ba mẹ con trốn đi biệt tích. Nó được chuyển tới một căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Bạn học mới thân thiện hơn khiến cho nó cũng vơi đi được phần nào nỗi buồn ở trong quá khứ. ấy thế nhưng mà nhiều hôm buồn chán mẹ lại lôi rượu ra nhậu một mình có lần nó bắt gặp mẹ nói mớ trong phòng một mình nó rón rén lại gần để nghe cho rõ nghe tới đâu thì nó ôm đầu khóc tới đó hóa ra trước giờ mẹ vẫn coi nó như sao chổi thứ đã đến và gây ra cái chết cho cha có ai sinh ra và muốn làm điều khắc tinh để cha mẹ phải chết số mệnh đã an bài như vậy nhìn ra cửa sổ lớn nó nghĩ đến cái chết thời gian cứ như vậy trôi qua thật mau sau ba năm lần trốn gã dượng khốn nạn mẹ con nó cuối cùng cũng đã có thể an cư tại một huyện nhỏ. Mẹ nó tìm được một công việc khá nhàn hạ tại một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ. Số tiền còn lại cũng chỉ đủ cho ba mẹ con thêm một căn nhà trọ nhỏ ở trong hẻm. Ba năm chạy trốn là ba năm nó phải chuyển trường liên tục. Không rõ gã dưỡng còn sống hay đã chết. Cũng có thể do mẹ nó quá tài tình trong việc lẩn trốn cho nên gã không tìm ra. Này, mày không ra chơi à? trời nắng đẹp thế kia mà. Đứa bạn cùng bàn vỗ nhẹ vào vai của nó làm nó giật mình khỏi cơn mê. Nó đang bần thần ngồi nghĩ đến những câu nói mớ của mẹ nó. Đã bao nhiêu lần như vậy nó rất buồn. Mày ra đi tao mệt lắm. Nó nhìn con bạn rồi trả lời cụt lùn. Thế nó lừ lừ đứa bạn kia cũng không nói gì thêm. Nó lặng lặng bỏ đi, vừa định cúi xuống tiếp tục với cơn đau đầu ở trong lòng thì nó chợt thấy một cậu học sinh tóc bổ luống chiếc áo phổ thông nửa sơ vin nửa buông thóng đi qua trên vật áo đó đang ngấm ra cả một mảng lớn nụ cười để lộ cho chiếc răng khảnh làm nó tỉnh táo ngay lập tức nhưng sao khuôn mặt đó lại trắng giã như vậy nó vùng dậy chạy ngay ra ngoài hành lang thì chỉ thấy cậu ta đang bước vội về phía nhà vệ sinh nhà vệ sinh nam thì sao nó có thể vào khuôn mặt ấy nụ cười ấy chỉ thoáng qua thôi đã làm cho nó mì muội nó biết yêu rồi sau buổi học nó lững thững bước ra về với cơ thể mệt mỏi lưng của nó tự dưng đau nhói chết rồi có lẽ nào sắp đến đợt nước về nó bước vội sang quán tạp hóa mua bọc giấy loại siêu mỏng cánh rồi lý nhí trong miệng nói với cô chủ quán cô cho con nhờ nhà vệ sinh một lát được không được con đi vào kia rẽ trái là thấy nó gật đầu lính nhí cảm ơn rồi đi nhanh vào bên trong. Cửa hàng nhỏ bé tí tẹo chỉ đủ cho một con đường nhỏ lách vào. Hai bên là hàng bánh kẹo bầy biển tùm lum chắn gần hết lối đi. Bước ra ngoài nó uốn éo cơ thể của thiếu nữ 17 tuổi rồi vươn vai, cơn đau lưng âm ỉ khiến cho nó khó chịu ở trong người. Định bụng bước lên xe buýt về nhà nghỉ ngơi thì nó nhận được tin nhắn từ Zalo lô. Cả lớp chiều nay tổng vệ sinh Mọi người có thể ở lại lớp Vì thầy cô đã cho phép Thôi thì đành quay trở về trường Nó thất thểu lê từng bước mệt mỏi Về phía sân trường Căng tin ngày hôm nay đông vậy Nó ái ngại cho nên quay bước đi thẳng về lớp Đứa bạn cùng bàn thế vậy Thì lại chạy đến bên nó sốt sáng hỏi Này mẹ ăn gì chưa bị à Sao cứ như người mất hồn vậy Ờ vừa bị xong tao ăn rồi Mày không nghỉ đi tao vào lớp ngủ đấy nói xong nó quay lưng đi ngay không đợi cho con bạn kịp hỏi thêm điều gì cả khoảng sân trường lớn như vậy mà chẳng có lấy một bóng người cái lớp học im phăng phóc bởi đứa nào cũng cắm tay nghe tận hưởng nhạc và chìm trong giấc ngủ ngoài hành lang gió cuốn lá bay xào xạc nó lục trong túi sách ra một chiếc tay nghe đã cũ lại là bản nhạc ấy nó đưa mình chìm vào trong bản nhạc rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay trong giấc mơ vội vã, nó thấy người con trai lúc nãy đang đứng ở cửa lớp nhìn nó. Làn da trắng xanh ấy cũng chẳng thể nào làm lu mờ đi sắc đẹp của người con trai ở độ tuổi 18. Chiếc răng khảnh cùng với sống mũi cao cao khiến nó ngây ngất. Lại đây đi chơi với tớ. Người con trai đó cất tiếng nói. Nó đứng dậy chạy ra phía cửa, cánh tay của chàng dướm đầy máu tươi. Nó chẳng hề sợ hãi mà còn đưa lên miệng nhấm thử vị ngọt này mùi tanh này sao mà quen thuộc đến thế nắm tay của chàng nó chạy theo cho tới đôi chân run lên vì mệt khi sức lực chẳng còn nó mới khủy xuống thì chàng đã bế bổng nó lên cả một vườn hoa đen thẫm hiện ra trước mặt nó nở một nụ cười tươi rồi chạy nhanh đến đón lấy những cánh hoa từ tay của chàng chàng chỉ về phía cuối con đường đất được trải đầy những cánh hoa rồi nói nhà tớ ở phía bên kia qua chơi với tớ nhé nó liền gật đầu không một chút lưỡng lự Vừa bước đi được vài bước Thì trước mặt nó là một cây cầu lớn đang cháy rực Lửa đang bốc lên nghỉ ngút Sợ không tớ bồng bạn qua nhé Nó liền gật đầu không đáp Chàng bế bổng nó lên rồi bước từng bước nhẹ nhàng khoan thai mà đi lên cầu Căn nhà càng ngày càng gần hơn nữa Cây cầu trông thì nhỏ mà sao đi mãi không tới Nó ngó xuống phía dưới bất chợt dùng mình sợ hãi bên dưới là một dòng nước đỏ lòm đang sôi lên sùng sục cảm nhận được cơ thể của nam nhân kia đang từ từ lạnh hơn nó quay mặt nhìn sang thì ôi chao thay vào khuôn mặt đẹp trai khi nãy thì nó thấy bây giờ chỉ còn lại toàn xương là xương hai hàm răng vẫn trắng trẻo như vậy chỉ có điều da thịt đã biến đâu hết từng con giòi nhỏ cứ lúc nhúc chui ra khỏi hốc mắt rơi xuống người của nó nó sợ hãi hét lên chàng ném nó xuống dòng sông đỏ đang sôi sùng sục rồi đứng trên cầu mà cười lớn có tay ai đó nắm chặt lấy tay của nó rồi có tiếng thì thầm ở bên tai dậy dậy đi nhô nó mở mắt nhìn xung quanh ngạc nhiên cả lớp đang vây quanh nó như là thể sinh vật lạ mồ hôi của nó túa ra như tắm nhìn xung quanh ngơ ngác nó hỏi đứa bạn cùng bàn tao vừa làm gì sai sao mày hét như là con điên đó Đứa bạn trả lời rồi rút lấy một tấm khăn ướt lau mồ hôi trên chán cho nó. Thôi đi rửa mặt mũi đi, chút còn ra làm việc kìa. Nó ẩm mừ cho qua rồi đứng dậy chạy nhanh về phía phòng vệ sinh. Khuôn mặt của nó trong gương trắng bệch, người nó vẫn run lên từng hồi, nó vẫn sợ. Nể tiếng xong nó léo đéo đi theo đám bạn ra sân sau trường, cả một khoảng sân lớn chờ đám học sinh cấp 3 quét dọn. Đứa thì nhổ cỏ, đứa thì quét rác, tiếng cười nói cứ như vậy vang lên khoảng sân rộng phía bên kia chỗ chiếc tường đổ thông qua một nghĩa trang nhỏ có tiếng nói của mấy người con gái vang lên ủa ôi đẹp trai chứ chúng mày ơi chết sớm thì phí thế cơ chứ nó tò mò chạy sang ngó nghiêng khoảng đất trống có đến ngót chục năm cái mồ nhấp nhô xanh đỏ trước mắt của nó là một nấm mồ nhỏ cùng một bia đá khác tên nguyễn trần duy anh sinh năm 2003 mất năm 2019. Tấm ảnh thờ dính đầy bụi bẩn, nó bước tới đưa tay lên lau đi những bạt bụi, rồi há hốc miệng ngạc nhiên vô cùng. Thảo nào nó lại thấy quen thuộc đến thế cơ chứ? Hóa ra là người thanh niên này đã chết, có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao nó có thể nhìn thấy người ấy. Ta nghe nói là anh này đợt trước khi bị chém nhầm ở đây, chả hiểu sao cha mẹ lại chôn ở nơi này Rõ khổ đẹp trai thế kia mà lại chết sớm Mày có im cái mồm đi không Khen người chết đẹp là họ theo mày đấy Cô gái kia sợ hãi đứng dậy ngay tức khắc Nó chạy vào trong khuôn viên trường Tuyệt đối không dám bén mảng ra nữa Chỉ còn lại nhu đứng đó bẩn thần Khuôn mặt này chẳng thể lẫn vào đâu Chính xác là cái nụ cười kia Nó nhìn xung quanh thấy có một bông hoa đồng tiền đang nở Liền ngắt lấy rồi đặt lên cạnh bì mộ Người con trai trong tấm ảnh là một nụ cười Khoe chiếc răng khảnh khiến cho nó giật mình sợ hãi Có lẽ là do nó quá mệt cho nên hòa mắt Rồi mắt nhìn lại lần nữa Thì tấm di ảnh lại nằm im phăng phắc như thế Người một hồi bên cạnh nấm mồ không hề quen biết Nó đứng dậy trở về với đám bạn Thì bỗng thấy phía sau có hơi lạnh mắt phả tới Quay người lại phía sau dòm chẳng thấy ai Nó cảm thấy có điều gì đó không ổn cho nên không nhìn nữa mà quay mặt bước đi thật nhanh chiếc xe buýt từ từ chậm lại ở điểm rừng cách nhà nó không xa cánh cửa xe mở toang cũng chẳng đủ cho đám học sinh thi nhau chen lấn căn nhà nhỏ ngày hôm nay vẫn chưa lên đèn ma xui quỷ khiến thế nào mà ba mẹ con của nó lại thuê được căn nhà hai tầng giá rẻ như vậy có đủ cả ba phòng ngủ cho mỗi người nhưng thằng em chẳng chịu ngủ riêng nó thích ngủ với chị Nó bảo mẹ hay uống rượu say rồi làm nhảm cho nên nó ghét Bước đến bên cánh cửa im lìm khép hờ nó hốt hoảng Không lẽ nhà bị trộm Nó nhớ là sớm nay đi học nó đã khóa cửa Nó đẩy nhẹ cánh cửa rồi gión rén bước vào trong nhà mùi thuốc lá nồng nặc hai người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi giữa phòng khách thế nó về người đàn bà vội đứng dậy nhìn nó hóa ra là mẹ đang ngồi nói chuyện với dượng con lên phòng nghỉ đi Mẹ sẽ nói chuyện với con sau Mẹ muốn con sống ở đây hay vào ký túc xá Nó gắt gỏng hỏi mẹ Rồi liếc nhanh qua ghế sofa Nơi dưỡng đang ngồi Cầu một gã thanh niên Trong bộ quần áo có vẻ lịch sự Con cứ lên phòng nghỉ đi Chút mẹ sẽ kể cho con nghe Mười phút hoặc là con hoặc là ông ta đi ra khỏi cái nhà này Mẹ gật đầu đôi mắt của mẹ nhòe đi Nó thấy mẹ khóc cho nên đành im lặng vội vã lên tầng đóng cánh cửa thật mạnh nó giả vờ như đá vào phòng nhưng mà không nó bỏ chậm chậm ra cầu thang nghe ngóng số tiền này coi như anh cho tôi vay một thời gian nữa tôi sẽ trả nhà cửa tôi đều để cho anh hãy tha cho mẹ con tôi cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ thế còn cái này cái này thì ai trả cho tôi dương vừa nói vừa quát rồi đưa tay chỉ vào thái dương hai vết sẹo dài chẳng chịt nhăn nheo thằng khốn nạn như mày đáng lẽ tao phải giết mày từ ngày hôm đó mày đừng nghĩ là tao sợ mày mày nhìn con trai của mày đi con trai tao mày chắc nó là con trai của tao chứ hả mày cũng chỉ là một con đĩ khi đi tiếp đối tác cho tao mà thôi mày nghĩ tao tin nó là con trai của tao nghe đến đây tim của nó chợt thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt hóa ra mẹ của nó phải chịu khổ nhục nhiều như vậy giá như nó không sinh ra đời có lẽ cha đã không bỏ mẹ lại như vậy nó khóc khóc trong im lặng, nước mắt cứ như vậy rơi xuống nền nhà. Đôi bàn tay đang chống xuống nền run rẩy. Nó ngồi dậy dựa lưng vào tường nhà ôm chặt lấy miệng khóc nấc lên. Tiếng ai đó bị thắt vang lên nghe thật đau đớn, mẹ nó gục xuống sau cú đánh của giường. Thế mẹ bị đánh nó lao nhanh vào phòng, nó vừa lấy con dao dọc giấy rồi chạy thật nhanh xuống phòng khách. Nhát dao từ phía sau đâm xuyên qua lớp áo mỏng khiến cho giường của nó thét lên Gã thanh niên thấy vậy thì vội lao đến đạp vào người của nó một nhát. Sau đó thì những cú đánh như là trời giáng vào khắp người. Nó ôm chặt lấy mẹ, chẳng còn nước mắt để khóc. Nó chỉ biết im lặng chịu đựng. Cú đánh bằng chiếc bình gốm khiến cho nó ngất lịm. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là bàn tay mẹ nó đang bị gỡ ra khỏi nó. Từng cú huyết mạnh ở dưới hạ thân làm cho nó đau đớn thét lên hai thằng khốn trên cơ thể không một mảnh vải đang trộm lên người của nó hạ thân đầu đớn đến quằn quại nó vừa khóc vừa cười bởi mẹ cũng bị trói chặt ở sàn nhà chúng nó dùng băng dính dán chặt miệng mẹ lại hình ảnh đứa con tội nghiệp bị nhân tình hãm hiếp ngay trước mắt khiến cho mẹ của nó ngất lịm đi rồi như thể có ai đó thúc giục mẹ tỉnh dậy để chứng kiến tất cả gần một tuần như thế nó và mẹ bị hàng chục người thay nhau tra tấn Chúng kéo đến đi để, để được giải trí miễn phí Gác giường khốn nạn chỉ ngồi ở góc tường và cười Khi nào hắn tức giận điều gì đó hắn lại đứng dậy Đến gần mẹ hoặc nó tung ra một cú sút Lũ khốn nạn chơi đùa chán chê rồi lại quay sang dùng con dao sắc nhọn rạch từng đường lên cánh tay của mẹ rạch chi chít cánh tay rồi chúng chuyển qua rạch xuống chân Từng đường dao dài chạy khắp cơ thể khiến cho máu tuôn ra Chúng nhìn nhau cười ré lên khoái trá Những lúc thấy mẹ quằn quại từ vết thương sâu Từng hạt muối trắng tinh sát vào vết thương khiến mẹ dên lên đau đớn Thằng chó ta sẽ giết mày Nó vừa khóc vừa cười rồi nghĩ thầm trong bụng Lũ khốn ấy dày vò hai mẹ con nó đến ngày thứ 9 thì mẹ nó im lặng Không còn la hét hay ư ừ, ừ Cũng không thể dễ dụa nữa Hai cơ thể của nó và mẹ thâm tím đầy những vết thương từng vũng máu đen dần rồi bốc mùi như gà chết lũ nhặng để trứng vào vết thương ở tay và chân của mẹ miếng ngồi ngon cung cấp dưỡng chất hàng ngày khiến lũ giỏi lớn nhanh như thổi chỉ đến khi cái xác của mẹ nó bốc mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu đựng được nữa chúng mới chịu thả nhu ra lấy cái thân tàn ma dại đến bên cạnh mẹ nó khóc giống như một con điên Trôn cất cho mẹ xong nó được công an mới lên làm việc tuyệt nhiên nó chẳng nói lời nào nó im lặng không phải vì sợ nó im lặng vì nó muốn được tự tay thăm hỏi những kẻ khốn nạn ấy mấy ngày liền bên công an không lấy được thông tin gì từ nó đành trả nó về ông bà ngoại có xuống thăm cũng chỉ được vài hôm rồi lại vội vã đi ngay hai chị em nhận số tiền bảo hiểm ít ỏi ôm nhau mà khóc thằng bé chỉ biết cứ ngơ ra nhìn chị hơn một tháng sau khi mẹ nó qua đời nó lục lọi từng số điện thoại trong danh bạ rồi bấm số của lão dượng ai đó tiếng của lão dượng gắt gỏng qua điện thoại khiến nó chỉ muốn băm vằm hắn ra ngay lập tức là con đây dượng qua nhà con có chuyện muốn nói gã nghe thấy vậy thì liền hí hửng rồi đồng ý nó nhuền miệng cười rồi đưa điện thoại cho thằng em cửa nhà được nó khép hờ để đó ra thằng em lên phòng nó khóa cửa phòng thằng em lại không quên dặn nó xem phim xong nhớ ngủ sớm. Nó bước vào trong căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, nơi có chiếc bàn thờ gỗ màu vàng. Trên bàn thờ ảnh của cha nó vẫn đang mỉm cười. Hai tay run rẩy đốt lấy ba que hương, nó cắm vào bát hương rồi vái lạy. Cha sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho con, phần ngon nhất con sẽ mời cha đầu tiên. Bước về phòng ngủ của mình, nó bỏ trong túi sách ra bộ váy ngủ màu đỏ quyến rũ, nó vừa cười vừa hát một mình trong phòng tắm. Cơ thể của thiếu nữ còn chưa lành hết những vết sẹo cũ, nay lại phải trưng lên một bộ cánh thật sexy si để phục vụ hắn. Cô gật đầu rồi nhìn về phía cửa sổ để nói nhỏ. Lần này anh phải giúp em đấy, chỉ cần hắn chết em sẽ là của anh. Khoảng hai tiếng sau thì dựng đến, hắn mặc quần bò ngắn cùng với một chiếc áo phông đen. Thấy cửa khép mờ hắn cười cười bước vào thật nhanh, bấm lại nút chốt cửa hắn vội đi lên tầng đèn điện tầng trệt bỗng chớp chớp rồi tắt hẳn phía bên ngoài đường có hai dáng người đang lom khom bước từng bước đến cầm hai người nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang mờ mờ trên tầng hai mà gật đầu tiếng cười rít lên qua từng kẽ răng như con lợn bị chọc tiết dượng vào đi dượng tô đầy cửa phòng chầm chậm bước vào tay giơ lên để đề phòng đôi mắt tỉ hí của lão chợt mở rộng hết cỡ rồi cái miệng há hốc để lộ ra một hàm răng vàng khè bởi cà phê và thuốc lá trước mặt của lão là một căn phòng được trang hoàng toàn những cánh hoa hồng ly rượu vang đỏ đặt sẵn trên đùi của nhu từ lúc nào đưa tay về phía sau hắn ấn nhẹ nhàng cánh cửa rồi bấm chốt không vội vàng tiến đến bên nhu lão lượn quanh phòng nhìn khắp một lượt rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế đệm trải một tấm nền màu trắng tinh khôi. Nuốt nước bọt cái ực hắn thẻ cái lưỡi liếm lắp xung quanh mép, rồi rút trong túi quần ra một bao thuốc bà số. Trong lấy một điếu thuốc hắn giết lên từng hơi dài rồi nói, Con không giận ta ư, hận ư, dường đối với con như thế đáng để con băm vằm dưỡng ra thành nghìn mảnh, chứ đừng nói là hận. Con thật khéo đùa, ta nguyện chết dưới tay của một thiếu nữ xinh đẹp như con vậy đó. Nói xong hắn đứng dậy Điếu thuốc bị vứt xuống sàn nhà Hắn lấy chân dẫm lên chiếc điếu thuốc di di Rồi nở một nụ cười để nhằm hiểm Tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu vang Hắn ngờ cổ nốc cạn ly rượu Rồi ném nó xuống sàn Ly rượu vỡ tan tành bắn tung tóe. Hắn trộm lên cơ thể của nó Thứ khốn nạn như hắn đâu có nghĩ được gì Ngoài việc muốn nhét thịt vào thịt Để thỏa mãn thú tính con bé già vờ dễ dụa rồi uốn éo như thể nó đang dâng trào khoái cảm. Dòng nước có sẵn trong cơ thể cứ như vậy tuôn ra. Bàn tay nhớ nhấp bẩn thiểu của lão dưỡng đưa tới đâu thì nó giật nảy mình tới đó. Chỉ tới khi bóng trắng kia xuất hiện bay lưu lửng trên trần nhà, khi ấy nó mới bừng tỉnh đẩy lão ra rồi nói. Dưỡng đi tắm đi, chút ra đây con cho dưỡng coi cái này. Tắm rồi thơm tho thì cũng để làm gì, ta chỉ muốn được... Không tắm thì đừng có đụng vào người của tôi Nó gần giọng quát lớn Gã thấy đó cáu quá đành bò khỏi giường Như còn luyến tiếc bởi cơm ăn tới miệng còn bị đá ra Hắn đưa tay bóp nhẹ vào bầu sữa của nó rồi cười nhẹ nhở Cái cơ thể béo quay cút như con lợn sữa Chẳng mấy chốc mà trần chuồng trước mắt của nó Cậu thịt thừa cứ lùng lẳng hai chân khi hắn tiến vào trong nhà tắm. Đợi cho đến khi gã bước vào nhà tắm, nhiều bây đứng dậy thật mạnh, chạy nhanh đến bên hộp tủ. Hàng trăm con dao tem đã được nó mua từ trước, hai con dao bầu sắc nhọn sáng loáng được nó lấy xuống từ nóc tủ. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mong là từng ấy thuốc ngủ pha trong ly rượu đủ làm cho hắn say như chết. Chuẩn bị xong nó lại nhảy lên giường, nội y được lột bỏ, chỉ còn lại chút vài đỏ che đi thứ quý giá cần phải che nhất. Cho nó thêm cốc nước nữa đi em Trong căn phòng vắng lặng bất chợt Có tiếng của một người con trai vang lên nhẹ nhẹ Đủ để nó nghe thấy Rồi bật dậy làm theo lời của người ấy Hòa vào trên nước suối thêm vài viên thuốc ngủ Nó lắc nhẹ rồi đặt xuống chiếc bàn ở sát giường Không lên giường nằm nữa nó bước tới khung cửa sổ rồi kéo tấm rèm lên hai kính cửa sổ mở toang cũng là lúc hắn bước từ trong nhà tắm chiếc khăn quấn ngang thân che đi thứ đó trông thật giả tạo hắn đứng bần thần vài giây ở đó nhìn vào cơ thể của nhu đẹp thực sự đẹp một bờ mông cong vút tròn trịa sống lưng lõm sâu trắng trèo cùng hai trái đào tư lộ ra sau lớp vải đỏ khúc thịt thừa ngay lập tức được nhận tín hiệu từ não máu được bơm đầy vào các mô xốp khiến nó lớn nhanh như thổi gã giường khốn nạn ngồi xuống giường rồi cầm lấy chai nước tu một ngụm nó biết lão đã ra Nhưng cũng không thèm quay mặt lại Gác đàn chai nước xuống rồi bước tới ôm eo của nó Hai bàn tay nhanh chóng giữ trọn vẹn hai trái đào mà nhào nặn Bà môi cứ đưa từ tai qua cổ Rồi hắn lè lưỡi liếm xuống ngực của cô Từ phía sau cự vật cứ như vậy thúc vào khe mông của cô mơn trớn Làm sao có thể cưỡng lại được một kẻ có kinh nghiệm chăn gối như vậy Từng ấy động tác của hắn chẳng có lấy một động tác thừa, Bàn tay ấy nhanh chóng đưa đầy khiến cơ thể của cô như có một luồng điện chạy dọc. Thời gian qua cũng chỉ là những cú huyết thâu bạo. Ngày hôm nay mới là lúc cô cảm nhận được đầy đủ chiêu trò của hắn. Bế bộng cô lên phía giường, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm nệm, rồi đứng dậy lột bỏ khăn tắm. Chào lên giường, hắn kéo cô nhẹ nhàng về phía hắn, rồi dùng hai cánh tay chắc khỏe banh nhẹ hai chân cổ cô. Tuyệt phẩm nhân gian đang ở ngay trước mắt, hắn nở một nụ cười nhìn cô rồi lại trồm về phía trước cô sợ hãi mở miệng thật to đón đến đôi môi của hắn dẫu sao cũng phải đóng cho hết vở kịch này sau một loạt động tác thuần thục của lão nó bắt đầu không kiềm chế được bản thân hai tay của nó tự động ôm lấy cơ thể to béo của hắn vuốt ve hơi thở của nó cũng bắt đầu loạn nhịp theo từng hồi đưa đẩy Thế con bé bắt đầu uốn éo cơ thể theo ý đồ của mình gác mỉm cười ngồi dậy nắm lấy hai chân của nó răng rộng để ngắm nhìn một lần nữa chờ đợi gì nữa khi suối nguồn nước đã đổ về vuốt ve cự vật định nhào tới thì bỗng nhiên hắn thấy chóng mặt cơn buồn ngủ kéo tới thật không đúng lúc hắn cố gắng mở mắt thật to nhưng không thể đôi mắt đang chống lại hắn cơn buồn ngủ cũng đang đánh trả vì ý chí của hắn ngủ đi chút dậy con sẽ cho giường nó ngồi dậy vỗ nhẹ vào vai cổ gã rồi cười gã gục xuống tấm nệm rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức gió từ đâu thổi đến khiến tấm rèm bay phấp phới tiếng cười ré lên từ ngoài cửa sổ khiến nó giật mình nó bước tới cầm lên những sợi dây thừng đã được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo cơ thể của hắn được cột chặt vào bốn góc giường y hệt như cách lão cột nó năm nó 14 tuổi. Từng ấy thuốc ngủ đủ cho hắn ngủ hết hai ngày. Nhưng không, cơn đau quản từ phía hạ thân khiến cho hắn giật mình thức giấc. Trước mặt hắn là một con quỷ nữ thân không mảnh vải, hai tay cầm hai con dao bầu sáng loáng. Nhu cười như cơn điên trong đêm tối, nó nhìn thẳng vào mặt của lão dường rồi nói. Mày muốn chết thật nhanh hay là mày muốn chết như mẹ tao? Dường tô đưa mắt nhìn xung quanh trong miệng của hắn là một nhúm vải lớn khiến hắn không sao có thể mở miệng mà hét lên. Nhu vẫn cười, nó vừa cười vừa lại khóc. Con dao sáng loáng lìa tới cắm ngọt vào từng thứ thịt. Trong nháy mắt nó giữa con dao cũng chỉ như hai chiếc đũa đang đâm vào thân của một cây chuối. Máu chảy ra thấm ướt cả tấm nệm trắng trên giường của nó tiếng gã khốn rên lên đau đớn trong cổ hỏng Nhu nhẹ nhàng thả hai con dao xuống mặt nệm rồi trèo lên hai tay của nó ôm lấy đầu cổ gã mắt của nó đỏ ngầu lên nhìn thẳng vào mắt của lão kéo chiếc gối rồi đặt đầu của hắn xuống như trườn từ từ xuống hạ thân hàm rằng trắng bóng của nó nhe ra ngậm lấy hai viên ngọc của hắn dùng hết sức mình nó vừa cắn vừa nhay cho đến khi nó đứt lìa khỏi cơ thể hai viên ngọc quý còn đang dì máu rơi nhẹ xuống mặt nệm giấy đành đạch lên như con chó mới bị người ta dùng gậy đập vào đầu hai cánh tay chân cứ gầm lên hết sức mà nào có được nhìn cảnh tượng ấy nhu nhớ đến ngày thất tuần của mẹ món ba chỉ luộc có lẽ sẽ rất hợp lý nó bước xuống giường mở hộc tù rồi lấy ra một bọc ni lông màu đen bên trong là hàng trăm chiếc dao tam đã được mua sẵn từ trước cái thứ nhỏ bé ấy cắm vào da thịt thì chảy rất ít máu. Đến khi rút ra thì máu trong cơ thể tuôn ra hệt như bạn cắm một cây kim vào túi nước vậy. Đầu của hắn được nâng lên bởi chiếc gối cho nên có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của con bé. Nhìn cơ thể béo mũm mĩn của lão đang dì máu, bất chợt nó đánh lưỡi liếm xung quanh đôi môi. Nó cúi người xuống liếm thử một đường, Từng giọt máu ngọt lành tanh tanh có chút mặn mặn khiến cho nó phấn chấn Nó cầm con dao chọc tiết lợn lia qua lia lại trên cơ thể của gã Từng con dao tem rơi xuống mặt nệm rồi lại nhảy lên Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến con nhù như là phát điên Con dao sắc lẹm cướp vào cổ của lão một đường Máu chảy ra như cắt tiết Nó cúi người xuống húp lấy dòng máu nóng Máu chảy nhiều khiến hắn lên cơn co giật Chứng kiến cái cảnh mẹ mình bị lũ khốn trà đạp mà chết, nó bất chợt cười lên khoái trá. Con dao nó cầm đang kề vào cổ của lão bỗng như có ai đó điều khiển. Một cú đầy nhẹ khiến con dao đâm sâu vào trong da thịt. Máu tuôn ra như là người ta chọc tiết con lợn. Quay qua bàn nó với lấy cái ly rượu còn đặt cảnh vết thương, hứng lấy những giọt máu đang tuôn ra xối xả. Gã dễ lên đành đạch rồi từ từ thở dốc, từ trong lỗ mũi gã máu cứ như vậy chảy ra nó đưa con rào đâm liên tục vào lồng ngực của gã hai mắt của gã đang mở chừng chừng sợ hãi nhìn nó hai bàn tay nắm chặt đôi chân từng ngón quắp lại rồi từ từ duỗi ra từng hình ảnh đau đớn trong quãng thời gian bị nhốt hiện ra trong tâm trí đôi mắt của nó mở đi hai dòng huyết lệ tiên sư nhà mày chết đi thằng chó nó thét lên rồi từ từ dùng dao cắt đứt từng ngón tay cổ hắn máu ở cổ vẫn cứ phòi ra hắn vẫn chưa chết càng thấy hắn còn sống nó lại càng điên máu nó vứt con dao đã dính đầy máu xuống nền nhà rồi với lấy con dao còn lại dạch từ lồng ngực xuống tới lỗ rốn từng bộ phận trong cơ thể của lão được phanh ra ngay trước mặt của nó quả tim vẫn còn đập từng nhịp nhẹ giờ mà đồng muối sát vào thì quả thật tuyệt vời nghĩ là phải làm ngay nó cúi xuống gầm giường lôi ra một bịch ni lông nặng trĩu trùng gói muối trắng đã sẵn sàng từ nhiều ngày trước con dao sắc nhọn phay qua phay lại khiến dạ dày và ruột non ruột già dạ của hắn đứt ra từng khúc chút nước màu vàng cùng với mùi thum thùm, thùm ngay ngái bốc lên sộc vào mũi hai lá gan nâu nâu này phải làm sao chế biến cho ngon đành phải sắt muối khử trùng cái đã nó nhấc lên một gói rồi dùng con dao rạch đôi gói muối đầu hết cả vào trong ổ bụng đang phanh ra như mổ lợn. Là một lần nữa gã dấy lên như là đỉa phải vôi, thế nhưng mà vẫn chưa phải là đau đớn lắm. Nó nhảy lên tưng tưng trên nệm, vỗ tay cười lên khoái trá. Trần nhớ ra lọ cồn y tế còn ở dưới bếp, nó chạy thật nhanh xuống bếp, lấy lọ cồn cùng chiếc bật lửa, muối và cồn hòa chung với nhau sau đó được thoa đều lên khắp cơ thể của gã ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa bùng lên rồi lăn nhanh xuống tấm nệm đang thấm máu máu nhiều quá khiến cho ngọn lửa từ cồn cũng chẳng đủ mà đốt cháy tấm nệm vùng con dao chán chê đến khi hắn không còn nhịp tim mà hơi thở nữa nó mới dừng lại nhìn ra ngoài trời nó chợt thấy buồn sao lúc này nó lại thấy thương hắn nếu như hắn không đánh mẹ nó, nếu như hắn không có ý định hãm hiếp nó, thì có lẽ hắn sẽ vẫn được sống, được nhìn thấy những chú chim bay lượn trên không trung, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời hàng ngày nữa. Vùng rào chán chê đến khi hắn không còn nhịp tim và hơi thở nữa nó mới dừng lại. Nhìn ra ngoài trời nó thấy buồn, sao lúc này nó lại thấy thương hắn, ngồi từ người ra vài phút nó bỗng chốc ôm mặt khóc khóc giống lên như một con điên nó quay đầu lại nhìn các thứ chỉ còn lại một nhúm thịt bèo nhèo ngứa mắt thật sự nó tiện con dao trên tay cắt phần nó đi đưa vào ngâm trong bình rượu có lẽ mọi người sẽ thích nó vừa đi lại trong phòng vừa cười vừa nói một mình ngoài trời ánh nắng đã bắt đầu le lói hôm nay nó xin nghỉ một ngày để dọn dẹp căn phòng phải dọn ngay cái đống thịt này đi không khéo người ta phát hiện ra mất. Nghĩ sao làm vậy nó đóng cánh cửa sổ rồi kéo lại tấm rèm che. Bên dưới đường có hai người ăn xin đang nằm lăn lóc. Có lẽ họ đang ngủ qua đêm ở đó. Cả một đêm dài đằng đẵng nếu không có anh ta bịt lấy cả căn nhà thì tiếng cười và tiếng khóc của nó dư sức đánh thức đám hàng xóm phiền phức cây xác quá nặng so với một thiếu nữ mà nếu cứ để nó ở đây thì sẽ thối giữa mất nó lẩm bẩm trong miệng rồi đi xuống bếp giật lấy dây điện của tủ lạnh một mình nó ôm chặt lấy phía dưới tủ lạnh còn bên trên đã có anh ta trợ giúp nhìn từ ngoài vào mà thấy có lẽ người ta sẽ nghĩ nó thật phi thường còn trong mắt nó là một cái bóng trắng lơ lửng đang nhấc tủ lạnh lên phụ nó đặt cái tủ lạnh vào góc tường gần với tủ quần áo nó vứt hết thức ăn ra ngoài rồi cấm điện. Thời gian làm việc khác chắc cũng đủ để cho chiếc tủ có thể làm mát hết mọi thứ. Nó chỉ giữ lại một phần để đến thất tuần của mẹ thì đem ra nấu cỗ chứ không cất hết. Hai con rào tay phiên nhau dùng để xẻ từng chi của hắn. Cơ thể của hắn bắt đầu lạnh dần, nó đặt quả tim ngay ngắn vào một cái hộp trắng tinh rồi bỏ vào ngăn đá. Phần chân tay nó chỉ giữ lại một chút tất cả đều chia ra rồi bỏ vào nhà tắm. Máu và nước hòa với nhau đỏ lòm. Phần đùi và chân nó chặt thành nhiều khúc phân ra nhiều túi nhỏ, sau đó chất đống trong góc nhà tắm. Chỉ cần máu khô lại sẽ được sắp xếp ngay ngắn trong bao tải, rồi chuyển xuống nhà dưới. Mất được ngày trời để phân loại đống thịt của gã, tất cả nội tạng cũng làm tương tự, chỉ có điều lá gan sao mà chưa chịu tím tái như những thứ khác. Nó cắt lấy một miếng nhỏ đưa lên thử miệng nhai Vì bùi bùi tanh tanh cùng một cảm giác lợm lợm khó tả Nó thấy buồn nôn Chạy thật nhanh đến cái bàn gần giường Nó bưng ly máu lên ngửa cổ tu một hơi suýt chút nữa thì nghẹn chết Cảm giác ăn sống thịt của nó thật thú vị Thú vị đặc biệt với kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ nó Nó chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng của mẹ Nhớ đến những con giỏi ngo ngoe trên tay của mẹ nhờ đến máu đen xì bốc lên mùi hôi thối ấy nó bỏ một mảnh thịt ở phần trung thân của hắn rồi thu dọn mọi thứ quét nhà lau nhà xong thì cũng quá giờ ngọ nó đem miếng thịt xuống bếp đặt vào chiếc nồi nhôm nhỏ mẹ nó hay kho thịt nó nêm thêm chút bột canh và mì chính thêm một chút nước lọc rồi bật bếp ga lên tấm nệm trắng nay đã được chuyển thành sang màu đen đỏ loang lổ lũ rồi bắt đầu bu kín nơi còn vương máu một mình nó dọn dẹp bờ cả hơi tai đến tận chiều muộn mới xong lúc ngồi ngắm lại mình chiếc gương nó chợt nhận ra thằng em còn bị nhốt ở trong phòng từ đêm qua chạy lại chiếc tủ quần áo nó nhặt đại một bộ đồ ngủ rồi lao sang phòng tắm rửa máu me dính trên người của nó nay đã khô đặc dòng nước mắt lạnh chảy dập cơ thể khiến cho bao nhiêu mệt mỏi trong nó từ từ tan biến nó nhìn vào gương rồi mỉm cười một nụ cười để ma quái đang mải mê ngắm nhìn trong gương thì bỗng từ phía sau một bàn tay lạnh ngắt sờ vào eo của nó nó giật mình quay lại chẳng có ai trong phòng tắm chỉ có nó và đống thịt của giường. đưa hai tay lên che đi hai quả đồi hồng đào của nó nó nhìn vào trong gương rồi lẩm bẩm chết vẫn còn làm con ma khốn nạn thế như mày chẳng đáng được siêu thoát đâu từ trong không khí vẫn vang lên tiếng cười Nó nhìn xuống thì thấy đống thịt bầy nhảy ấy đang di chuyển Từng khúc thịt vá vào nhau tạo thành mảng thịt chẳng nguyên vẹn Hệt như là trò ghép hình Những ngón tay cứ như vậy vẫy vẫy về phía nó Nó sợ hãi hét toán cả lên rồi kéo vội kính cửa chạy ra khỏi phòng Cánh tay đó lao theo nó rồi bóp mạnh vào cổ Cả cơ thể của nó cứng đờ Cổ họng như là bị bóp nghẹn khiến cho nó ngạt thở hai tay bám chặt vào đống thịt ấy cố mà gỡ cho bằng được. Tao đã là một phần trong mày, máu của tao đang chảy trong cơ thể mày rồi đấy còn khốn. Gồng hết sức nó bè rời được hai ngón tay đang dính trên cổ của nó, nó thét lên rồi bê cái đầu chảy ra ngoài. Thằng em nó đứng ở dưới cầu thang nhìn lên sợ hãi, ai mở cửa cho nó thoát ra ngoài cơ chứ. Thằng bé sợ đến đổ ngất lịm sau tiếng hét lớn nó ngã lăn ra sàn nhà nằm im bất động. Nhù bê cái đầu chạy thật nhanh sang gian thờ, đặt cái đầu của lão dưỡng ngay ngắn trước di ảnh của cha. Nó đốt lấy ba nến nhàng rồi chắp tay lại. Bên ngoài đám thịt kia không còn đuổi theo nữa. Có lẽ nó hoa mắt, nó chạy thật nhanh xuống cầu thang rồi bế bổng thằng em lên. Nó đưa vào trong phòng nghỉ ngơi xong nhù mới gión rén quay về phòng của mình. Thầy bộ quần áo xong thì lại ngửi thấy mùi hơi khét bốc lên. Chết mẹ, nồi thịt ba chỉ luộc. Nó lại nhanh chân chạy xuống bếp, công mày mới hơi xém một chút. Vớt miếng thịt ra nó cắm nồi cơm mới, còn chưa hết thất tuần của mẹ cho nên ngày nào nó cũng phải thắp hương ở ban nở nhỏ, nơi di ảnh của mẹ nó nằm im lìm. Đang lúi hối gọt củ khoai tây thì từ phía sau một hơi thở lạnh ngắt vào vào cổ của nó, nó giật mình quay lại thì hóa ra là anh, người chồng tương lai của nó. Anh đã giúp nó trả thù thì nay nó sẽ là của anh. Bữa cơm chiều xong xuôi nó dặn thằng em thật kỹ rằng không được kể với ai. Đó chỉ là mô hình mà chỉ nó làm. Nó cũng cố gắng tin đó là sự thật. Nhưng sự thật thì phải đợi đến 49 ngày của mẹ nó. Chiều hôm ấy sau bữa cơm cũng 49 ngày của mẹ thì cả nhà quây quần bên phòng khách bàn chuyện chuyển thằng em và nó về nhà ông bà ngoại cho tiền chăm sóc. Nó vùng vằng rồi cũng già vờ đồng ý. Thằng em đi học về thấy ông bà ngoại cùng cô dì chú bác tới thì hét toán cả lên. Nó vừa kể vừa khóc. Cả căn nhà lúc này bỗng dưng bốc mùi thối um. Cái đầu của gã giường đặt ở ban thờ nay đã có giỏi. Chẳng hiểu sao tự lăn ra được như có ai đó đá. Nó cứ lộc cọc trên sàn gỗ tầng 2 rồi lăn xuống giữa phòng khách từng màng thịt như là muốn rơi ra hai hốc mắt bị giòi khoét đến trắng hiếu gã mất tích đến hơn chục ngày mà chẳng ai biết tất cả những thứ liên quan đến hắn đều chảy theo dòng nước xiết mà ra biển chiếc điện thoại của hắn được nó bật định vị rồi gói ghém cẩn thận qua nhiều lớp ni lông nó thả cơ thể của hắn mỗi nơi một chút dẫu sao thì cũng mong hắn vĩnh viễn không được siêu thoát Cả nhà nhìn thấy cái sọ thì nôn thốc nôn tháo Có người phá lên cười rồi chỉ vào Nó liền cười phá lên rồi chỉ vào mọi người mà nói Thịt thằng khốn đó đó, thịt ngon lắm đó phải không? Nó vừa cười vừa khóc rồi ôm lấy đầu chạy thật nhanh lên phòng ngủ Bấm chút trong nó nhanh tay với lấy con dao bầu cất ở gầm giường đắp mải sáng choang Các chú các bác nhanh chân đuổi theo nhưng không kịp Nó nắm chặt chui dao rồi thét lên Duy anh, em đến với anh đây con dao bầu đâm qua lớp vải mỏng phía dưới bụng một nhát chẳng đủ để cho nó gục ngã nó đâm thêm nhát nữa vào giữa lồng ngực rồi gục xuống máu từ cơ thể của nó ngấm đỏ cả nền nhà đều mắt cứ như vậy tối dần trong phút giây ấy nó thấy một chàng trai với một đôi răng khảnh bước tới nắm lấy tay của nó là một nụ cười thật tươi chưa kịp mỉm cười với cả lời hứa của mình nó đã bị một đám quỷ sai lui đi mất Giấc mơ ấy kéo dài tường chừng như vô tận trong tầng tầng lớp lớp của địa ngục. Dậy nào, chúng tôi cần cô tường trình sự việc thật chi tiết, chứ không phải đưa cô đến đây để ngủ. Giọng nói đanh thép của anh công an khiến nó bừng tỉnh. Nó đưa tay dụi mắt rồi hất hàm về phía đống A4. Nhìn qua một lượt anh công an gật đầu rồi ra ngoài. Có lẽ nghiệp vụ của anh không cho phép anh run sợ trước bất cứ kẻ thù hay chi tiết vụ án nào kể cả trong trường hợp này anh đi ra ngoài rồi ra hiệu cho cướp dưới hai người chiến sĩ khác đi vào tháo chiếc cầm tay đang khóa chặt tay của nó và dẫn đi trước khi đứng dậy nó ngẩng đầu nhìn về phía góc tường tối om bóng của hai người đàn ông đang đợi nó một kẻ đợi để được trả thù một kẻ đợi để được viên mãn nơi ẩm giới xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo